Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chuyến đi săn lợn rừng đầy kịch tính và hấp dẫn tại nước Mỹ. Các bạn hãy chuẩn bị tinh thần để chứng kiến những khoảnh khắc săn bắn đầy kịch tính và thú vị này nhé. Chúc các bạn sẽ có những giây phút giải trí tuyệt vời. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu chuyến hành trình ngay thưa nào. Đàn lợn rừng đang trong tình trạng hoang loạn, chúng chạy trốn khỏi sự truy đuổi không ngừng của những thợ săn chuyên nghiệp. Sự xuất hiện của chúng đã gây ra nhiều hệ lụy lớn, khiến người dân địa phương cảm thấy khó chịu và buộc phải nhờ vào sự giúp đỡ của các thợ săn để giải quyết vấn đề này. Vậy các bạn có biết những yếu tố nào là nguyên nhân của hành vi phá hoại của đàn lợn rừng không? Lợn rừng thường xâm nhập vào các trang trại và khu vực dân cư do nhu cầu tìm kiếm thức ăn, dẫn đến việc chúng tận dụng mọi nguồn thức ăn có sẵn. Do đó, chúng ngày càng xâm nhập vào các khu vực của con người sinh sống để mở rộng lãnh thổ trong quá trình tìm kiếm thức ăn để tồn tại. Bạn có biết yếu tố nào khác góp phần vào hành vi này không? Lợn rừng là loài động vật có khả năng sinh sản mạnh mẽ, đã dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng về số lượng trong môi trường tự nhiên, tạo thành một thách thức lớn trong việc quản lý và kiểm soát quần thể lợn rừng, đặc biệt là do khả năng thích nghi linh hoạt với nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Tốc độ sinh sản nhanh chóng này là yếu tố then chốt cần được kiểm soát để đảm bảo cân bằng sinh thái và môi trường. Những tình huống săn bắn đầy kịch tính bắt đầu khi một chiếc máy bay cất cánh đưa đội thợ săn lên không trung, mở ra một màn trình diễn hấp dẫn. Đàn lợn rừng trong tình trạng hỗn loạn, cố gắng trốn thoát khỏi sự truy đuổi không ngừng của đội thợ săn tài năng. Việc sử dụng máy bay không chỉ làm tăng thêm sự phấn khích mà còn cho phép các thợ săn đối mặt với đàn lợn rừng lớn mà không bị hạn chế, như việc truy đuổi trên mặt đất mang lại một cuộc đi săn hiệu quả hơn. Nếu các bạn yêu thích video, hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi. Điều này sẽ giúp chúng tôi có động lực sản xuất ra thật nhiều video thú vị hơn nữa. Xin cảm ơn! Gần đây, các nông dân đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu và tiến hành nghiên cứu để nâng cấp máy bay không người lái, biến chúng thành công cụ hỗ trợ không thể thiếu trong nông nghiệp. Một trong những ứng dụng quan trọng nhất là hỗ trợ nông dân, chủ đất và chính quyền địa phương trong việc quản lý và kiểm soát quần thể lợn rừng. Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, năm 2023, quần thể lợn rừng gây thiệt hại 2,5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm trong ngành nông nghiệp, môi trường sống và sức khỏe cộng đồng. Hành vi tìm kiếm thức ăn hung hãn của chúng là nguyên nhân chính dẫn đến những thiệt hại đáng báo động này. Sức mạnh và khả năng thích nghi của lợn rừng gây áp lực lớn lên các quần thể động vật hoang dã bản địa và hệ sinh thái tự nhiên. Lợn rừng có nguồn gốc từ các vùng Á-Âu và Bắc Phi đã du nhập vào Mỹ từ rất sớm. Theo ghi chép, những con lợn nhà đầu tiên được đưa đến Caribe vào năm 1493 bởi Christopher Columbus để làm nguồn cung cấp thực phẩm. Sau đó, vào năm 1539, những nhà thám hiểm Tây Ban Nha đã mang theo lợn nhà và lợn rừng đến Florida. Kể từ đó, lợn rừng tiếp tục được du nhập vào Mỹ, chủ yếu để phục vụ mục đích săn bắn. Tuy nhiên, từ những năm 1890, việc du nhập lợn rừng Á-Âu và Nga gia tăng đáng kể, góp phần vào sự bùng nổ số lượng của loài này trên khắp đất nước. Tại một số khu vực, lợn rừng đã trở thành loài xâm lấn, gây ra những tác động không lường trước được. Sự hiện diện của chúng mang lại những thách thức lớn với môi trường và kinh tế.
Vì vậy, cần áp dụng các biện pháp quản lý hiệu quả để hạn chế những tác động tiêu cực đến động vật hoang dã bản địa và duy trì cân bằng hệ sinh thái. Việc sử dụng máy bay trong việc săn lợn rừng được xem là biện pháp hiệu quả nhất hiện nay. Phương pháp này cho phép thợ săn quan sát trên diện rộng, giảm thiểu khả năng lợn rừng thoát khỏi tầm nhìn và gây thêm thiệt hại. Nhờ tầm nhìn từ trên cao, các thợ săn có thể giám sát hiệu quả các khu vực rộng lớn, làm cho việc quản lý quần thể lợn rừng trở nên thuận lợi hơn. Điều quan trọng là việc săn lợn rừng bằng máy bay phải được tiến hành một cách có trách nhiệm, tôn trọng cuộc sống của các loài vật khác và tuân thủ các quy định của địa phương. Điều này đóng góp vào việc hỗ trợ bền vững cho ngành nông nghiệp. Nếu các bạn ủng hộ phương pháp này, xin vui lòng để lại số 2 trong phần bình luận nhé! Săn lợn rừng bằng máy bay là một phương pháp hiệu quả kết hợp công nghệ hiện đại giúp cho việc săn bắn trở nên hiệu quả hơn. Máy bay được trang bị camera, vũ khí và thiết bị theo dõi, cho phép phi công thực hiện các thao tác bay ở độ cao thấp để xác định và tiêu diệt lợn rừng một cách chính xác. Điều này không chỉ nâng cao khả năng quan sát mà còn cho phép loại bỏ nhanh chóng số lượng lớn lợn rừng trong một thời gian ngắn. Bạn nghĩ gì về việc sử dụng thịt lợn rừng sau khi săn bắn? Ngày nay, ngày càng nhiều nông dân ở Mỹ đang sử dụng thịt lợn rừng vào thực đơn hàng ngày của họ. Tương tự, nhiều nhà hàng trên khắp nước Mỹ đã giới thiệu các món ăn chế biến từ thịt lợn rừng vào thực đơn của họ. Thịt lợn rừng nổi bật với hương vị đậm đà và kết cấu chắc hơn so với thịt lợn thông thường. Loại thịt này không chỉ mang lại trải nghiệm ẩm thực đặc biệt mà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm vitamin B2, sắt và kẽm. Tuy nhiên, khi chế biến thịt lợn rừng đòi hỏi sự chú ý tỉ mỉ để đảm bảo an toàn thực phẩm. Khoảng 10 năm trước, khi người Mỹ đi cắm trại trong rừng và gặp phải gấu hoang dã, số lượng của chúng rất ít và chúng rất nhút nhát khi gặp con người. Tuy nhiên, khi chúng bắt đầu phụ thuộc vào thức ăn của con người, chúng trở nên quen thuộc với nó và ngày càng trở nên hung dữ hơn. Gấu hoang dã đã bắt đầu tấn công các hộ gia đình và lấy trộm thức ăn.
Không chỉ dừng lại ở đó, chúng còn di chuyển về khu vực thành phố để tìm kiếm thức ăn từ các trang trại và tấn công gia súc, phá hoại các thùng rác. Chính phủ Mỹ đã phải thực hiện các biện pháp để ngăn chặn động vật hoang dã tiếp cận các trang trại gia súc và bảo vệ cộng đồng. Có một số cách đơn giản và hiệu quả mà các nông dân cần thực hiện. Đầu tiên, ở các khu vực ngoài trang trại cần có một chế độ cung cấp thức ăn hợp lý. Thay vì cung cấp quá nhiều thức ăn mỗi ngày, bằng cách tính toán lượng thức ăn cần thiết một cách khoa học, chúng ta có thể giảm thiểu lãng phí và tránh thu hút gấu hoang dã. Giảm thiểu lãng phí thức ăn không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn giảm số lượng gấu hoang dã trong khu vực. Thức ăn thừa không chỉ tạo ra cơ hội cho gấu hoang dã mà còn có thể thay đổi hành vi của chúng. Bằng cách giảm lãng phí thức ăn, chúng ta có thể tạo ra một môi trường an toàn hơn cho gia súc và ngăn gấu hoang dã xâm nhập vào các trang trại. Điều này đảm bảo rằng cả hai bên có thể chia sẻ môi trường sống mà không gây nguy hiểm cho nhau. Nếu các bạn yêu thích video, hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Hàn khám phá nhé! Cảm ơn các bạn! Ngoài ra, việc áp dụng các biện pháp bảo vệ thức ăn cho gia súc cũng là một giải pháp quan trọng. Các chuồng nuôi bằng thép và hàng rào điện có thể được sử dụng để đảm bảo rằng thức ăn cho gia súc được bảo vệ khỏi sự tiếp cận của gấu hoang dã. Điều này không chỉ bảo vệ thức ăn mà còn đảm bảo an toàn cho gia súc của nông dân. Hàng rào có thể được xây dựng xung quanh các trang trại gia súc, sử dụng hệ thống tấm năng lượng mặt trời cung cấp điện cho hàng rào, bảo đảm rằng là luôn có điện cho hàng rào. Tuy nhiên, bất chấp các biện pháp bảo vệ, vẫn có một số trường hợp gấu hoang dã có thể tìm cách xâm nhập. Chúng có thể cố gắng trộm thức ăn vì chúng rất đói bụng. Tăng cường an ninh là một yếu tố quan trọng trong việc ngăn chặn gấu hoang dã xâm nhập vào khu dân cư hoặc trang trại. Lắp đặt camera an ninh để giám sát hoạt động của chúng có thể cung cấp thông tin quý giá về hành vi của gấu hoang dã, giúp nông dân đưa ra các biện pháp phòng ngừa thích hợp. Nếu bạn đang sinh sống ở Mỹ và phát hiện một con gấu hoang dã, hãy giữ bình tĩnh và không chạy vì chạy sẽ kích thích bản năng săn mồi của chúng khiến nó có thể đuổi theo bạn. Thay vào đó, hãy đứng yên từ từ lùi lại trong khi vẫn nhìn vào gấu. Cố gắng làm cho mình trông lớn hơn bằng cách là giơ cao tay và nói chuyện bình tĩnh để gấu nhận ra bạn là con người. Nếu bạn cảm thấy video ngày hôm nay là thú vị, hãy để lại số 2 dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn. Nếu gấu tiến lại gần thì bạn hãy sẵn sàng sử dụng bình xịt gấu nếu có. Đây là biện pháp hiệu quả nhất để ngăn chặn một con gấu đang tấn công.
thấy được. Đây. Nếu bạn thấy là gấu trong khu dân cư có hành vi bất thường, hãy thông báo cho cơ quan quản lý động vật hoang dã hoặc là cơ quan chức năng để họ có thể can thiệp kịp thời. Bên cạnh các biện pháp này, săn bắn cũng là một trong những biện pháp phổ biến nhất ở các bang của Mỹ để đối phó với các cuộc tấn công của gấu hoang dã. Săn bắn đã trở thành một phần quan trọng trong việc đối phó với gấu hoang dã, đòi hỏi sự chuyên nghiệp và đảm bảo an toàn cho con người lẫn động vật. Các bạn cảm thấy video ngày hôm nay như thế nào ? Hãy để lại bình luận của mình bên phía dưới để kênh Han khám phá được biết nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi video ngày hôm nay. Thợ săn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cộng đồng khỏi các loài động vật hoang dã nguy hiểm, bao gồm gấu. Họ thường có kiến thức sâu rộng về hành vi của gấu. Cùng với kỹ năng săn bắn tuyệt vời, họ đã giúp phần nào kiểm soát gấu hoang dã. Thợ săn được đào tạo để nhận biết dấu vết, biểu hiện của gấu và dự đoán các hành động hung dữ của chúng để đảm bảo an toàn cho bản thân và môi trường tự nhiên. Đặt camera ở những khu vực gấu hoang dã thường xuất hiện để giám sát hành vi của chúng, cùng với việc đặt các thùng chứa thức ăn ưa thích của gấu, có thể giúp gấu xuất hiện nhanh hơn. Săn bắn gấu hoang dã là một quá trình đòi hỏi sự chính xác và kiên nhẫn. Thợ săn sử dụng các công cụ và phương pháp hỗ trợ để săn bắn hiệu quả và an toàn. Họ thường đi theo nhóm để kịp thời hỗ trợ lẫn nhau trong suốt quá trình săn bắn. Mục tiêu cuối cùng của việc săn bắn gấu hoang dã không phải là hoàn toàn loại bỏ loài này, mà là đảm bảo rằng gấu hoang dã và con người có thể chia sẻ cùng một môi trường sống mà không gây nguy hiểm cho nhau. Nếu các bạn vẫn đang theo dõi video, hãy để lại số 2 dưới phần bình luận để chúng tôi biết nhé. Cảm ơn các bạn. Tuy nhiên, với săn bắn gấu cần tuân theo kế hoạch săn bắn của chính quyền địa phương để tránh săn bắn quá mức có thể làm suy giảm nghiêm trọng quần thể gấu, dẫn đến mất cân bằng sinh thái. Theo Ủy ban Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, một số loài gấu như là gấu xám Bắc Cực đang bị đe dọa do săn bắn và mất môi trường sống. Việc giảm số lượng gấu không chỉ ảnh hưởng đến quần thể động vật mà còn gây ra hiệu ứng domino lên toàn bộ hệ sinh thái. Ví dụ, sự giảm sút của gấu có thể dẫn đến gia tăng số lượng loài động vật ăn thực vật, từ đó làm suy giảm thảm thực vật do bị ăn quá mức.
Để bảo vệ hệ sinh thái và quần thể động vật hoang dã, các biện pháp bảo tồn cần được tăng cường. Điều này bao gồm việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động săn bắn, bảo vệ môi trường sống của gấu và nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò quan trọng của gấu trong hệ sinh thái. Chỉ bằng cách duy trì quần thể gấu ở mức bền vững, chúng ta mới có thể đảm bảo được sự cân bằng sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học cho các thế hệ tương lai. Thợ săn Mỹ dành thời gian và kiến thức của họ để thực hiện công việc săn bắn một cách cẩn thận và khoa học. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng giữa con người và hệ sinh thái, cũng như trong cuộc chiến chống lại các cuộc tấn công của gấu hoang dã. Nếu các bạn đồng ý với các biện pháp này, hãy để lại số 2, nếu không, hãy để lại số 1 trong phần bình luận bên dưới. Hy vọng là video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những thông tin bổ ích và những phút giây giải trí thú vị về các giải pháp kiểm soát gấu hoang dã tại Mỹ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích, hãy ấn vào nút like, đăng ký kênh và chia sẻ video đến với những người bạn và những người thân của mình để ủng hộ kênh Han Khám Phá nhé. Cảm ơn các bạn và xin được hẹn gặp lại. Chào mừng các bạn đến với phần giới thiệu đầy sáng tạo của đội ngũ kênh Han Khám Phá chúng tôi. Mở đầu, chúng tôi xin giới thiệu người biên kịch tài năng, một cô gái tận tâm với niềm đam mê mãnh liệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Không chỉ là một nhà biên kịch xuất sắc với khả năng viết nên những câu chuyện sâu sắc và ý nghĩa, cô còn liên tục cập nhật và nghiên cứu các công nghệ về nông nghiệp mới, bền vững từ khắp nơi trên thế giới. Đối với cô, viết kịch bản không chỉ là công việc mà còn là một niềm đam mê. Điều này đã tạo nên sự đặc biệt cho mỗi video mà chúng tôi mang đến. Tiếp theo, chúng tôi muốn giới thiệu người sở hữu trái tim và linh hồn của kênh Han Khám Phá, người chủ kênh và cũng là chuyên gia chỉnh sửa video. Anh ấy luôn cống hiến và vượt qua mọi giới hạn để tạo ra những video chất lượng nhất cho khán giả. Với ngọn lửa đam mê luôn cháy bỏng, anh không ngừng thúc đẩy đội ngũ, mang lại những trải nghiệm độc đáo và chất lượng cho người xem. Chúng tôi hy vọng rằng trong hành trình sắp tới, các bạn sẽ tiếp tục yêu mến và ủng hộ kênh Han Khám Phá. Xin chân thành cảm ơn. Chào mừng các bạn đến với kênh Han Khám Phá. Bạn có biết rằng lợn rừng hoang dã có thể tìm kiếm thức ăn ở mọi loại môi trường sống khác?